Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá, thống kê tại Việt Nam năm 2010, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Có khoảng 15 triệu người hút thuốc lá hàng ngày. Con số đáng báo động này đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh và có nguy cơ trẻ hóa ngày một cao. Gần một nửa số nam giới ở Việt Nam hút thuốc lá, trong đó 65% số nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 45. Ở nước ta, mỗi giờ có 5 ca tử vong và mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì các bệnh liên quan tới tác hại thuốc lá. Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến người hút thuốc trực tiếp. Hít khói thuốc từ người đang hút thuốc lá gần bạn gọi là hít thuốc lá thụ động. Tỷ lệ bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà là 67,6% và tại nơi làm việc là 49%. Đặc biệt, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá ở nhà của phụ nữ gần 70%, của trẻ em là gần 50%. Khói thuốc lá được coi là chất độc hại nhất trong môi trường cư trú. Khi hút thuốc, người hút thường thở ra hai luồng khói chính và phụ và 20% khói thuốc bị hít vào trong luồng chính. 80% còn lại gọi là luồng phụ nảy sinh khi kéo thuốc. Luồng khói chính nảy sinh tại 950 độ C và khói phụ là 500 độ C. Do đó, luồng khói phụ tỏa ra nhiều chất độc hại hơn. Khói thuốc cấu tạo từ một hỗn hợp khí và bụi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khói thuốc có khoảng 40.000 chất hóa học, trong đó có 40 loại được xếp vào loại gây ung thư, gồm những chất như nicotine, oxit carbon, hắc ín, benzen, formaldehyde, ammonic, acetone, arsenic và hydrogen cyanide ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư. Khói thuốc có thể tồn tại trong không khí hơn 2 giờ ngay cả khi không còn nhìn hoặc ngửi thấy nữa. Do đó, những người thường xuyên sống hoặc làm việc cạnh người dùng thuốc lá có thể tiếp nhận lượng khói thuốc tương đương việc hút 5 điếu mỗi ngày. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, cứ mỗi giờ ở cùng phòng với một người hút thuốc lá, nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 100 lần so với việc sống 20 năm trong tòa nhà chứa chất độc arsen. Ngoài ra, khói thuốc cũng gây ô nhiễm môi trường. Chi tiêu cho thuốc lá ở nước ta cao gấp 3,6 lần phí tổn học hành, gấp 2,5 lần mức chi cho quần áo và gần gấp đôi mức chi cho khám chữa bệnh. Hãy ghi nhớ, khi hút một điếu thuốc, tự ta đã làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Một điếu thuốc gieo rắc nhiều mầm bệnh và là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, nghèo đói. Trước thực trạng đáng báo động này, nhằm để cộng đồng hạn chế tối đa tiếp xúc với khói thuốc, từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, Việt Nam chính thức áp dụng luật phòng chống tác hại thuốc lá. Theo luật định, các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm B, khoản 2, điều 11. Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em. Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.